Xin giới thiệu với các bạn bộ khung treo máy 175 nhé. Và sau đây mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem các cái kích thước này. Kích thước treo máy này thì hầu như dùng cho được các máy từ 175 trở lên. Đây, các bạn cứ xem cái các kích thước treo này. Đây là 10 cm này. Cái kích thước đằng này là 16. Đấy, khoảng 16,2 cm. Thì một bộ của nó gồm có khung treo trước sau này và cái thanh đế này, cộng với này là 4 cái lò xo. Cái này là hàn lên khung, cái này hàn lên khung này, và cái này được bắt với khung qua cái bộ 4 cái lò xo đây. Xong rồi anh cứ làm đi.
Xin giới thiệu các bạn, đây là bộ khung đỡ động cơ. Xin giới thiệu các bạn, đây là bộ bệ chống rung, dùng để giữ động cơ khi mình gắn động cơ lên trên khung xe. Nếu như anh em mình chế xe mà gắn trực tiếp lên thì nó sẽ rất là bị rung máy, không êm. Vì vậy người ta cần phải làm nên một cái bộ khung để chống rung cho xe. Các bạn có thể thấy nãy giờ mình đã lắp đặt chi tiết. Cái này nó có thể lắp cho máy 110, máy 125 và các dòng máy khác, hầu như là lắp được hết. Nhưng cái dòng máy 175 thì nó có loại khác, còn đây là 150 đổ lại thì là lắp đặt được. Bây giờ mình sẽ thử lắp đặt cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ lắp đặt 4 con ốc này, khoảng 4 con ốc này. Đây. Đây các bạn theo dõi rất là chi tiết nhé. Rất là vừa, 4 con ốc này vừa luôn với 4 con ốc giữ cái bệ để chân của mình. Các cái dòng động cơ 110 đều dùng được hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cái động cơ đây là động cơ 1 tiến 1 lùi, dành cho các bạn, các bác cần làm những cái dòng xe ATV hay là xe cho người khuyết tật, chỉ cần 1 chiều tiến 1 chiều lùi thì có thể sử dụng cái động cơ này rất là phù hợp. Và các bạn lưu ý đây là máy 125, 1 tiến và 1 lùi các bạn nhé. Dùng để dựng xe cho những người thương binh hay là chân tay yếu. Máy chỉ có 1 tiến và 1 lùi thôi. Đây, cần số này. Tiến, lùi này.